Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sáng nay mùng 3 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Sùng Văn Lành, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hà Đức Binh tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Bàn. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành của tỉnh, huyện Văn Bàn và gần 200 cử tri địa phương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội Hà Đức Minh thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tiếp đó, cử tri huyện Văn Bàn đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào chính sách hỗ trợ cho người dân bảo vệ rừng, đẩy nhanh việc hình thành thị trường tín chỉ carbon, tạo nguồn thu nhập tăng thêm từ rừng, có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân, các kiến nghị liên quan tới lĩnh vực giáo dục, giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, truyền tải đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan xem xét giải quyết theo quy định. Nội dung chi tiết của hội nghị tiếp xúc sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự tiếp theo.